Lời đầu tiên, cho phép Quốc Tuấn xin được thay mặt cho công đoàn ngành giao thông vận tải Nghệ An xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị khán giả, cùng toàn thể ban tổ chức, hội đồng giám khảo lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình tham gia liên hoan tiếng hát công chức, viên chức, người lao động tỉnh Nghệ An năm 2024 của công đoàn ngành giao thông vận tải Nghệ An với các tiết mục tham gia. Mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vinh Quang ngành giao thông vận tải Nghệ An, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh qua sự thể hiện của top ca nam nữ. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cần, ca khúc được mang tên Tổ quốc gọi tên mình qua sự thể hiện của giọng ca Thái An. Và kết thúc chương trình, trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bình Minh quê hương, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy qua sự thể hiện hợp xướng của top ca nam nữ. Chương trình xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy ngàn năm chưa bao giờ người
một lúc hòa bình trên mây chiều cao. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên. Thank you.
chương trình tham gia liên hoan tiếng hát công chức viên chức người lao động của công đoàn ngành giao thông vận tải Nghệ An xin khép lại tại đây. Một lần nữa xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị ban giám khảo, ban tổ chức, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe, chúc buổi thi thành công rực rỡ.